nhỏ mẹo hay, thứ cỏ mọc đầy đường này lại chính là thần dược trị khỏi bệnh tiểu đường hiệu quả. Cây cỏ chân vịt thuộc họ lúa, có nơi còn gọi với tên khác là cỏ thia liệm. Đặc điểm là thân mềm, lá chìa ra to ở phần bẹ, mặt lá xuất hiện nhiều đốm có màu đỏ nâu. Cỏ chân vịt có 4 nhánh hoa, khi khô thì có hình dạng giống như bàn chân vịt. Với đặc tính là đắng, không mùi, không độc, đây được coi là vị thuốc quý trong đông y. Cây cỏ chân vịt có rất nhiều ứng dụng trong điều trị bệnh mãn tính ở người. Cỏ có thể sử dụng chữa bệnh về gan, vàng da, vàng mắt, bảo vệ lá gan. Bổ sung thêm máu để tăng cường sức khỏe, sức chịu đựng. Có thể dùng cỏ chân vịt để chữa bệnh thủy đậu, điều trị nước tiểu vàng sánh. Cỏ chân vịt chữa tiểu đường bằng cách duy trì lượng glucose trong máu ở mức thông thường. Người mắc bệnh tiểu đường nên chọn mua và sử dụng cỏ chân vịt. Không thể phủ nhận công dụng tuyệt vời của cỏ chân vịt khi kiểm soát và làm hạ đường huyết, ngăn ngừa nguy cơ biến chứng tiểu đường. Dân gian thường lưu truyền bài thuốc chế tạo cỏ chân vịt kết hợp với cau tươi. Rất nhiều người đã tin tưởng làm theo và đạt được hiệu quả tích cực. Quý vị có thể tham khảo bài thuốc cỏ chân vịt chữa bệnh tiểu đường sau đây nhé. Chuẩn bị: mua sẵn 200g cỏ chân vịt, 1 quả cau tươi. Cách thực hiện: bước 1. Quý vị dùng dao hoặc kéo cắt bỏ rễ của cỏ chân vịt, rửa sạch cỏ, sau đó cho tất cả vào ca nhỏ, ngâm với nước ấm. Bước 2. Cau tươi rửa sạch, quý vị bổ thành 4, đặt miếng cau vào chung với cỏ chân vịt. Bước 3. Cho một lượng nước vừa đủ vào ấm đun, thường là 7 bát nước. Quý vị đun sôi đến khi thấy đã cạn còn nửa thì là được. Rót ra ly nhỏ, sau đó đợi thuốc nguội rồi mới uống. Để điều trị bệnh ở mức tối đa, người bệnh nên uống nước liên tiếp trong khoảng một thời gian một tháng, kết hợp với sử dụng máy đo đường huyết để theo dõi chỉ số đường huyết mỗi ngày. Với những người mới mắc bệnh và đang ở giai đoạn tiền tiểu đường thì bạn sẽ thấy hiệu quả cực kỳ tốt. Bệnh có thể được đẩy lùi nhanh chóng, nhờ đó mà an tâm vui sống. Bài thuốc cỏ chân vịt có thể không thể chữa dứt điểm căn bệnh tiểu đường, song lại có công năng ổn định lượng đường trong máu rất tốt. Khi sử dụng thuốc, bạn cũng cần chú ý những điểm sau. Bài thuốc có thể được sử dụng liên tục cho người mắc bệnh tiểu đường. Thuốc công hiệu lớn hay chỉ tạo ra biến chuyển nhỏ là tùy thuộc vào tình trạng bệnh của mỗi người nặng hay nhẹ. Trong quá trình dùng bài thuốc cỏ chân vịt chữa bệnh tiểu đường thì cấm tuyệt đối uống loại thuốc khác. Tăng cường luyện tập thể dục thể thao và theo dõi chỉ số glucose mỗi ngày. Đến khám ở các cơ sở y tế nếu bệnh trở nặng. Theo nghiên cứu, người bị đái tháo đường chỉ nên tiêu thụ 1.500 đến 2.000 calo một ngày. Bạn có thể chia nhỏ bữa ăn thành nhiều lần để giảm cân và giảm cảm giác thèm ăn. Tuyệt đối không được bỏ bữa sáng vì dễ khiến cơ thể mệt mỏi. Ăn sáng đầy đủ để ổn định lượng đường huyết và cung cấp năng lượng cho ngày mới. Bạn cũng nên chọn lựa thật nhiều rau xanh cho bữa ăn trưa của mình. Hàm lượng chất xơ được đánh giá là rất tốt và hiệu quả để chữa bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, bệnh nhân bị tiểu đường nên ăn nhiều các loại hoa quả trái cây như việt quất, đi qua, dâu tây. Các thực phẩm làm từ hạt và sữa. Nên ăn nhiều hải sản có chứa nhiều omega 3 ở các loại cá như cá thu, cá hồi, tôm hùm. Thay vì chiên xào nhiều dầu mỡ, thì bạn có thể chế biến dưới dạng hấp để bảo vệ cơ thể khỏi các chất béo có hại. Bệnh nhân tiểu đường phải tuyệt đối tránh xa các thực phẩm ngọt, nhiều tinh bột, các loại đồ hộp. Không nên uống các chất có cồn vì dễ làm tăng vọt không kiểm soát được đường huyết trong cơ thể. Tiếp theo video là những điều mà bạn nên làm khi chăm sóc người thân mắc bệnh tiểu đường. Những điều quý vị nên làm khi chăm sóc người thân mắc bệnh tiểu đường, bởi người bệnh cần có sự trợ giúp của các bạn để kiểm soát đường huyết. Duy trì lối sống lành mạnh và tinh thần lạc quan mỗi ngày. Bởi vì khi một thành viên trong gia đình mắc bệnh, thì điều này cũng ảnh hưởng đến các thành viên khác. Sau đây là những điều mà bạn nên nhớ khi giúp người thân điều trị mắc bệnh tiểu đường. Xây dựng chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe. Chế độ ăn cho người bị bệnh tiểu đường cần đặc biệt hơn những người khác. Đây là chế độ ăn lành mạnh dành cho tất cả mọi người, bao gồm rau xanh, các loại đậu, các loại trái cây, gạo nguyên cám, đạm nạc từ cá và gia súc, thực phẩm chế biến từ sữa không béo hoặc ít chất béo. Quý vị nên giúp đỡ người thân của mình lựa chọn thực phẩm phù hợp khi đi chợ hoặc đi siêu thị. Ngoài ra, quý vị cũng nên loại bỏ những loại thực phẩm quá nhiều đường và kém dinh dưỡng ra khỏi thực đơn. Điều này không những cải thiện tình trạng sức khỏe của người thân mắc bệnh tiểu đường mà còn cho cả gia đình của bạn. Học cách xử lý triệu chứng hạ đường huyết. Đường huyết hạ xuống thấp quá mức bình thường lại là một tình trạng cấp tính rất nguy hiểm ở người bệnh tiểu đường.
Tình trạng này có thể dẫn đến bệnh tiểu đường khó kiểm soát. Các triệu chứng của hạ đường huyết bao gồm chóng mặt, nhược cơ, yếu cơ, cáu kỉnh, đói liên tục, tay run rẩy, hoa mắt, nhức đầu nặng và khó ngủ. Trong trường hợp này, bạn nên cho người bệnh ăn bánh, hoa quả hay uống sữa. Tuy nhiên, nếu tình trạng hạ đường huyết vẫn tiếp tục diễn biến, thì bạn nên đưa người thân đến bệnh viện. Người thân mắc bệnh tiểu đường. Khi nói chuyện với bệnh nhân đái tháo đường, bạn không nên dùng những lời chỉ trích khó nghe về sức khỏe của họ. Những câu nói tiêu cực có thể ảnh hưởng xấu đến cảm xúc và khiến người thân của bạn thấy bực bội, khó kiểm soát bản thân khi nổi giận. Những suy nghĩ tiêu cực không giúp sức khỏe của người thân khá lên, mà có thể còn làm ảnh hưởng đến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn. Khi bạn muốn giúp đỡ người thân mắc bệnh tiểu đường, bạn cần động viên và khuyến khích họ nhiều hơn. Với người thân thường xuyên, những bài tập hiệu quả cho người bị bệnh tiểu đường sẽ giúp kiểm soát lượng đường huyết dễ dàng hơn và thậm chí có thể làm giảm sự phụ thuộc vào thuốc trong quá trình điều trị. Người bệnh sẽ dễ tiếp nhận những thói quen tập thể dục hơn. Nếu như có nhiều người trong gia đình thực hiện cùng thì tinh thần sẽ càng trở nên phấn chấn. Thói quen dậy sớm tập thể dục thường xuyên là một hoạt động tốt cho cả gia đình. Vì thế bạn cũng nên đi bộ cùng với người bệnh sau bữa ăn tối hoặc vận động thể chất cùng người bệnh. Tâm lý lo lắng và căng thẳng không chỉ gây ra chứng mất ngủ, tình trạng thiếu ngủ lại làm cho người thân của bạn trở nên càng căng thẳng hơn nữa. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tăng đường huyết. Do vậy, bạn nên khuyên họ ngủ đúng giờ và đủ 8 tiếng mỗi ngày để có giấc ngủ chất lượng hơn. Khi người thân trong gia đình mắc bệnh tiểu đường, thì bạn và những thành viên khác cần giúp họ sống khỏe mạnh hơn. Đây cũng là cách bảo vệ chính gia đình bạn khỏi nguy cơ mắc bệnh đấy. Mỏi khi bị tiểu đường. Có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện cụ thể về bệnh tiểu đường. Dưới đây chúng ta hãy cùng xem tại sao người bệnh thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức nhé. Nguyên của bệnh. Chúng ta đều biết đường glucose có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nếu không có đường, các tế bào khó lòng có đủ năng lượng để hoạt động. Ở người bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu tăng quá cao, vượt quá mức cho phép của cơ thể. Tuy nhiên, glucose không được đưa vào tế bào một cách đầy đủ. Nó khiến nguồn năng lượng cung cấp cho các tế bào khác nhau bị thiếu hụt đi. Chính vì vậy, các tế bào của người bệnh tiểu đường luôn ở trong tình trạng bị đói, mỏi mệt. Đây chính là nguyên nhân khiến người bệnh luôn trong trạng thái kiệt sức, mệt mỏi và không còn chút năng lượng nào cho cuộc sống. Lâu dần, quá trình này sẽ khiến các tế bào bên trong cơ thể bị lão hóa rất nhanh. Thậm chí các tế bào, cơ quan trong cơ thể đều có thể bị tổn thương vì tình trạng này. Nổi bật có thể kể tới thành mạch máu là phần đầu tiên của cơ thể bị tổn thương do lượng đường quá cao. Ngoài ra, tim, gan và thận cũng chịu rất nhiều tác động xấu của việc cung cấp, phân phối đường trong cơ thể. Các tế bào không được đồng đều. Chính vì lý do này, việc kiểm soát bệnh tiểu đường có ý nghĩa rất lớn. Không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, điều này còn giúp ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm về lâu dài. Của thuốc, nguyên nhân gây mệt mỏi khi bị tiểu đường. Mắc bệnh này đồng nghĩa với việc phải thường xuyên sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau. Trong số đó, không ít loại thuốc có nhiều tác dụng phụ, thậm chí có thể đẩy cơ thể vào tình trạng thiếu máu, đau dạ dày hay bị dị ứng thuốc. Tác dụng phụ được nhắc đến của các loại thuốc này chính là gây hạ đường huyết. Khi đó, cơ thể tất nhiên sẽ thấy mệt mỏi, khó chịu thường xuyên. Loại bỏ cảm giác mệt mỏi ở người bệnh tiểu đường. Như vậy, bạn đã biết nguyên nhân gây mệt mỏi khi bị tiểu đường là gì. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cách thức đơn giản để loại bỏ cảm giác mệt mỏi cho người bệnh nhé. Đây chính là bí quyết đầu tiên dành cho người bệnh tiểu đường. Khi đường huyết ở mức an toàn, những triệu chứng khó chịu sẽ giảm đi rất nhiều. Nó cũng giúp cơ thể của bạn không còn bị tăng giảm đường huyết quá mức chịu đựng. Chính vì vậy, bạn nên chú ý theo dõi đường huyết bằng máy đo tại nhà, đồng thời đến bệnh viện thăm khám định kỳ. Khi đó bạn có thể làm giảm trạng thái mệt mỏi đấy. Khoa học và lạc quan. Đây chính là những bí quyết đơn giản mà bạn nên biết. Tuyệt đối không được bi quan, quá lo lắng về bệnh tật của mình. Nếu xây dựng lối sống tốt, ngủ đủ giấc mỗi ngày, bạn sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều. Cơ thể sẽ không còn thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức như trước nữa.